thuộc trung tâm sinh viên của Đại học Cambridge tôi đang theo học. Có một người đàn ông đi xe lăn cũng thỉnh thoảng đến ngồi ở bàn bên cạnh. Ông thường có 3-4 người đi theo cùng. Một ngày kia, khi ông ngồi ở bàn đối diện với chiếc bàn của tôi không thể nào ngăn mình khỏi việc nhìn ông ta chăm chú. Và tôi cảm thấy rúng động bởi những gì tôi nhìn thấy. Người ông gần như tê liệt hoàn toàn. Thân người rất gầy yếu, đầu thì luôn cúi gục về phía trước. Một trong những người đi theo ông rất cẩn thận đút thức ăn vào miệng cho ông. Có nhiều thức ăn vung vãi rơi xuống một chiếc đĩa nhỏ do một người khác giữ ở dưới cằm ông. Thỉnh thoảng, ông thều thào một vài chữ rất khó nghe và một người khác cúi người ghé sát tai vào miệng ông để lắng nghe. Và lạ thay, người đó lại diễn đạt được những gì ông muốn nói. Sau đó tôi có hỏi người bạn của tôi và biết rằng ông là giáo sư toán ở một trường đại học và những người đi cùng với ông là những sinh viên đã tốt nghiệp. Ông bị một căn bệnh về thần kinh khiến cho các bộ phận trên cơ thể dần dần bị tê liệt. Ông chỉ sống được nhiều nhất là 5 năm nữa thôi. Đây có lẽ là một trong những số phận bi thảm nhất đối với một con người. Sau đó vài tuần, khi tôi đang bước ra khỏi tòa nhà thì ông lăn xe đến. Và khi tôi giữ giúp cánh cửa để ông lăn xe vào thì mắt tôi chạm phải mắt ông. Tôi ngạc nhiên thấy rằng đôi mắt ông rất sáng và trong, chẳng có dấu vết gì của một con người bất hạnh. Tôi biết ngay là ông đã từ bỏ tất cả sự chống đối và sống với sự chấp nhận hoàn toàn tình trạng sức khỏe của ông. Vài năm sau, khi đang mua một tờ báo, tôi ngạc nhiên thấy hình ông ở trang nhất một tạp chí quốc tế rất nổi tiếng. Không những ông vẫn còn sống, mà ông đã trở thành một nhà vật lý thuyết hàng đầu thế giới. Tên ông là Stephen Hawking. Trong bài báo, ông có nói một câu rất hay, khẳng định những gì tôi đã cảm nhận về ông vài năm trước đó khi tôi nhìn vào mắt ông. Tôi như thế là quá hạnh phúc, chẳng còn mong muốn gì hơn những gì tôi đang có. Niềm vui của an nhiên tự tại. Tâm lý bất hạnh và tiêu cực là một chứng bệnh của hành tinh này. Trạng thái bất hạnh và tiêu cực ở bên trong bạn tạo ra những ô nhiễm ở bên ngoài. Tâm lý bất hạnh và tiêu cực ấy đang ở khắp mọi nơi, không chỉ ở những quốc gia còn nghèo đói. Ở những nơi thừa mứa vật chất, cảm giác bất hạnh và tiêu cực đó trong con người càng thể hiện ra nhiều hơn. Tại sao vậy? Vì ở trong thế giới thừa mứa vật chất, con người thường tự đồng hóa mình với hình tướng nhiều hơn. Họ thường bị cuốn hút bởi những biểu hiện khác nhau của hình tướng, nên họ càng dễ bị mắc kẹt vào gọng kềm của bản ngã. Người ta tin rằng hạnh phúc của họ phụ thuộc vào những gì đang xảy ra, tức là phụ thuộc vào hình tướng. Họ không thấy rằng những gì đang xảy ra là những thứ rất vô thường, không bền vững. Vì những hình tướng đó luôn thay đổi. Họ nhìn vào phút giây hiện tại như thể nó đã bị làm hỏng bởi những gì đang xảy ra. Và họ cho đó là những điều không nên xảy ra, hoặc ở trong họ luôn có một cảm giác chưa trọn vẹn. Vì họ cảm thấy họ chưa đạt được những gì mà họ mong muốn trong phút giây này. Vì thế mà họ lãng quên sự hoàn thiện của đời sống ở một chiều không gian sâu lắng hơn, nơi phát xuất ra chính tự thân của đời sống. Nơi đó, sự hoàn thiện luôn có mặt, vượt lên tất cả những gì đang xảy ra hoặc không xảy ra, vượt ra ngoài hình tướng. Hãy chấp nhận giây phút này và bạn sẽ tìm ra sự hoàn thiện sâu sắc hơn bất cứ hình tướng nào mà bạn nhìn thấy. Sự hoàn thiện đó không hề bị chi phối bởi thời gian. Niềm vui của an nhiên tự tại
là niềm hạnh phúc thực sự và duy nhất mà bạn đang luôn có. Nó không thể đến qua hình tướng nào, từ cõi nào, thành tích nào, người nào, tình huống nào hay gì xảy ra. Niềm vui của an nhiên tự tại không thể đến với bạn vì nó được phát sinh từ một chiều không gian vô hình tướng ở trong bạn, từ tâm, từ nhận thức, và vì thế nó đã hòa làm một với bản chất chân chính của bạn. Hãy để cho bản ngã của bạn thu nhỏ lại. Bản ngã ở trong bạn luôn cảnh giác chống lại bất cứ điều gì làm suy giảm sức mạnh của nó. Trong bạn có một cơ cấu tự động phục hồi lại sự nguyên vẹn kích thước của bản ngã khi nó cảm thấy đang bị đe dọa hoặc suy giảm. Khi một ai đó chỉ trích hay phê bình về cái tôi ở trong bạn, lập tức bản ngã của bạn sẽ cố gắng tự phục hồi lại cảm nhận về chính mình bằng cách công kích, biện minh, trách móc hay bảo vệ cho nó. Bản ngã không hề quan tâm đến chuyện người khác đúng hay sai, mà nó chỉ quan tâm đến việc tự bảo vệ cho chính nó. Đó là bảo vệ cho một hình ảnh về một nhân cách, về một cái tôi có tính tâm lý ở trong bạn. Ngay cả điều bình thường như khi bạn phản ứng, lên tiếng đáp trả người gọi bạn là thứ đồ ngu, thì hành động đó cũng là biểu hiện của cơ chế tự bảo vệ mà ngã thường làm một cách tự động, máy móc, ngoài sự kiểm soát của ý thức bạn. Một trong những cơ cấu tự phục hồi của bản ngã phổ biến nhất là thái độ giận dữ. Nó gây ra sự thổi phồng, tức thời nhưng rất mạnh mẽ ở bản ngã. Tất cả các cơ cấu tự phục hồi của bản ngã tạo ra cảm giác rất thích thú đối với bản ngã, đồng thời tạo ra sự tha hóa cho chính bạn. Thái độ bạo hành đối với người khác và tự lừa dối chính mình dưới dạng những hoang tưởng trầm trọng là những thứ tạo ra sự tha hóa rất tai hại cho bạn. Một cách rất hiệu quả để thực tập nhằm làm suy giảm bản ngã ở trong bạn là tạo điều kiện cho sự suy giảm đó xảy ra một cách có ý thức, và bạn sẽ không cố gắng để khôi phục lại nó ngay sau đó. Bạn hãy thực tập như thế nhiều lần. Ví dụ, khi có người nào đó phê bình, trách móc hay đặt điều nói xấu bạn, thì thay vì phản ứng ngay với họ hoặc trở nên co rúm, thu người lại, thì bạn không cần phải làm gì cả. Cứ để cho bản ngã, cho cảm nhận về chính mình bị suy giảm như thế một cách có ý thức. Và bạn trở nên tỉnh táo và không phản ứng với những gì mà bạn đang cảm thấy ở trong tận chiều sâu của lòng mình. Trong vài ngày như thế, bản ngã của bạn sẽ cảm thấy bức bối và hầu như kích thước của nó bị co lại, trở nên nhỏ hơn. Nhưng rồi dần dần, bạn sẽ cảm thấy có một khoảng không gian rất sống động và rộng thoáng ở trong lòng. Vì thực ra, bạn chẳng hề giảm sút gì cả, mà ngược lại, bạn đang được mở rộng ra, đang trở thành lớn hơn. Khi không còn bảo vệ hay cố gắng làm mạnh những hình tướng, cái cảm nhận về tự thân do suy nghĩ bạn tạo ra, thì bạn thực sự đi qua một quá trình mở rộng không gian bên trong và cho phép an nhiên tự tại được thể hiện. Năng lực thực sự, bản chất chân chính của bạn vượt lên trên hình tướng, lúc đó sẽ được chiếu rọi qua cái hình hài già nua, hình tướng rõ ràng đang dần dần bị suy yếu của bạn. Đây cũng là điều Chúa Giê-xu muốn dạy ta khi Ngài bảo: "Con hãy tập để từ khước bản ngã ở trong con." Hay "Ai đã đánh con má bên này thì hãy chia luôn má bên kia ra." Dĩ nhiên Chúa không có ý khuyên rằng bạn hãy để cho người khác lợi dụng hay hành hung mình, hay biến mình thành nạn nhân của những người thiếu nhận thức. Trong một số tình huống, bạn vẫn có thể bộc lộ sự cương quyết bằng những lời lẽ dứt khoát. Khi lời nói của bạn không còn tính bản ngã,
thì lời nói ấy có sức mạnh hơn mà lại không tạo ra phản ứng ở người khác. Nếu cần thiết, bạn có thể nói không một cách rõ ràng và chắc chắn với một người nào đó. Và tôi gọi đây là một chữ không đầy uy lực mà không tạo ra năng lượng tiêu cực ở người khác. Nếu bạn hài lòng với việc là một người rất bình thường, chứ không phải là người có danh tiếng, nghĩa là bạn đang song hành với năng lực của vũ trụ. Cái mà bản ngã cho là điểm yếu, thực ra lại là sức mạnh chân chính. Chân lý tâm linh sâu sắc này hoàn toàn trái ngược với những giá trị của nền văn hóa đương đại và cách cư xử mà nó định đặt cho con người. Đạo Đức Kinh đã dạy, thay vì gắng là một ngọn núi cao, hãy là một thung lũng thấp. Làm được như thế, chính là bạn đã trở về với uyên nguyên của vạn vật và mọi thứ bạn cần sẽ đến với bạn. Chúa Giê-xu cũng dạy điều tương tự như thế trong những lời răn của Ngài. Khi được mời, con hãy đến và ngồi ở chỗ thấp hèn nhất, để khi chủ nhà đến, họ sẽ bảo con lên ngồi ở một chỗ cao quý hơn. Lúc đó, trước sự có mặt của tất cả những người cùng bàn, con sẽ được mọi người kính trọng. Những người thường tự đề cao mình thì sẽ bị đưa xuống thấp, còn những ai biết khiêm nhường thì sẽ được đưa lên cao. Một khía cạnh khác của lối thực tập giảm thiểu kích thước của bản ngã là bạn tự ngăn mình, đừng cố gắng củng cố bản thân bằng cách phô trương, muốn nổi bật lên trong đám đông, gây ấn tượng ở người khác, hay bằng cách vòi vĩnh. Thỉnh thoảng, bạn cũng thực tập ngăn mình nêu lên ý kiến khi người khác đang nói ý kiến của họ. Bạn hãy thực tập như thế và thử xem việc đó làm cho bạn cảm thấy như thế nào. Ở ngoài ra làm sao thì ở trong cũng như vậy. Khi nhìn lên bầu trời trong veo về đêm, ta dễ dàng nhận ra một chân lý hoàn toàn đơn giản và cực kỳ sâu sắc. Bạn nhìn thấy gì? Bạn nhìn thấy mặt trăng, các vì sao? Bạn nhìn thấy dải ngân hà màu sáng bạc vắt ngang bầu trời, một ngôi sao chổi, hay dãy thiên hà Andromeda, láng giềng của ta, cách xa ta khoảng 2 triệu năm ánh sáng? Và nói một cách đơn giản hơn, thì bạn nhìn thấy điều gì? Các vật thể bồng bềnh trong không gian. Thế vũ trụ gồm những thứ gì? Vật thể và không gian. Nếu bạn không cảm thấy lặng người khi nhìn lên bầu trời quang đãng trong đêm, thì bạn không thực sự đang nhìn, không ý thức được tính toàn thể của nó. Có thể bạn chỉ nhìn vào các ngôi sao và muốn đặt tên cho mỗi vì sao. Nếu bạn đã từng kinh ngạc đến lặng người khi nhìn lên không gian, thậm chí là thấy có một nỗi kinh sợ sâu sắc như khi gặp phải một điều gì huyền bí mà bạn không thể giải thích, điều này có nghĩa là trong một thoáng, bạn đã thôi không còn muốn giải thích hay đặt tên cho mọi vật. Bạn trở nên có ý thức đối với những vật thể trong không gian, cũng như chiều sâu vô cùng của không gian. Hẳn là khi đó, bạn đã đủ tĩnh lặng ở bên trong để nhận thấy vẻ bao la của vô vàn thế giới. Cảm giác kính sợ không chỉ là do có hàng tỷ thế giới trên bầu trời, mà còn đến từ chiều sâu ẩn chứa trong những thế giới này. Bạn không thể nhìn thấy hết sự tận cùng của không gian, không thể nghe, sờ mó hay ngửi thấy nó. Thế làm sao bạn biết rằng không gian hiện hữu? Câu hỏi có vẻ hợp lý này thực ra chứa đựng một sai lầm căn bản. Bản chất của không gian là cõi không có một cái gì ở đó cả, nên nó không hiện hữu theo ý nghĩa thông thường của danh từ này. Và chỉ có vật thể, tức là hình tướng, mới hiện hữu. Thậm chí gọi nó là không gian cũng là sai, vì khi ta đặt tên cho nó, thì ta vô tình biến nó thành một vật thể, tức là hàm ý rằng
vật đó có sự hiện hữu. Ta có thể nói như thế này: ở trong bạn có một cái gì đó tương tự như không gian. Điều đó giải thích tại sao bạn có thể nhận biết được không gian. Nhận biết được không gian ư? Điều này cũng không hoàn toàn đúng. Vì làm thế nào mà bạn có thể nhận biết được không gian nếu ở đó không có một cái gì để ta có thể nhận biết? Câu trả lời vừa sâu sắc vừa thâm thúy là: khi bạn nhận biết được không gian, thực ra bạn không hề nhận biết được cái gì cả, ngoại trừ nhận ra khả năng nhận biết ở trong chính bạn, khoảng không gian bên trong của nhận thức. Nhờ bạn mà vũ trụ ý thức được chính nó. Khi mắt bạn không nhìn thấy gì cả, thì cõi không có một thứ gì trong đó cả được cảm nhận như là không gian. Khi tai bạn không nghe được gì cả, thì cõi không có cái gì để nghe cả được bạn cảm nhận như là sự tĩnh lặng. Khi giác quan vốn được tạo ra để cảm nhận về những hình tướng khác nhau gặp phải sự vắng mặt của hình tướng, thì nhận thức của ta sẽ không còn bị che mờ bởi hình tướng nữa. Khi bạn nhìn ngắm chiều sâu vô lượng của không gian và lắng nghe sự tĩnh lặng của buổi sáng tinh mơ, thì trong bạn có một cái gì đó vang dội lại như thể nó vừa nhận ra nhau. Lúc đó bạn cảm nhận được chiều sâu vô cùng của không gian chính là chiều sâu vô cùng của chính mình. Và bạn biết rằng cái tĩnh lặng không hình tướng cũng chính là bản chất chân thực của bạn, quý báu và sâu sắc hơn bất cứ điều gì trong đời bạn. Kinh Áo Nghĩa Thư Upanishads của Ấn Độ cũng đề cập đến chân lý này khi nói: những gì mắt không thấy được nhưng mắt lại nhờ đó mà thấy. Chỉ cần nắm được điều này tức là đã nắm được tinh túy của đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Những gì tai không thể nghe được nhưng lại nhờ đó mà nghe, chỉ cần nắm được điều này tức là đã nắm được tinh túy của đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Những gì mà trí óc không thể suy lường nhưng nhờ đó mà trí năng có thể hiểu được, chỉ cần nắm được điều này tức là đã nắm được tinh túy của đạo rồi, chứ không phải là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Thượng Đế, theo kinh này, là thứ nhận thức vô hình tướng và cũng là bản thể của bạn. Mọi thứ khác đều là hình tướng, tức là những thứ phù du mà người đời thường hay sùng bái. Cái thực tại hai tầng của vũ trụ, tức là hình tướng và vô tướng, tức là có và không, cũng là thực tại của bạn. Một đời sống quân bình, lành mạnh của một con người là một điệu múa giữa hai chiều làm nên thực tại của đời sống: thế giới hình tướng và thế giới của vô tướng. Hầu hết chúng ta đều tự đồng nhất mình với hình tướng, với những cảm xúc, ý nghĩ, đến nỗi nửa thiết yếu bên kia chính là vô tướng, biến mất khỏi cuộc đời chúng ta. Thói quen tự đồng hóa mình với hình tướng trói chặt chúng ta vào bản ngã. Nói chung, những gì mà bạn có thể nghe, nhìn, cảm nhận, sờ mó hay nghĩ về nó chỉ là một nửa của thực tại. Tất cả những thứ đó ta gọi là hình tướng. Còn Chúa Giê-xu thì gọi đó là thế giới. Còn nửa vô tướng ở bên kia thì Ngài gọi đó là cõi trời hay sự sống bất diệt. Không gian làm cho mọi vật hiện hữu. Và tương tự như thế, khi không có sự tĩnh lặng thì cũng không thể có âm thanh. Bạn không thể hiện hữu mà không có chiều không gian của vô tướng, tức là bản chất chân thực của bạn. Ta có thể gọi đó là Thượng Đế, nếu từ này không được dùng một cách sai lạc như trước đây. Tôi thích gọi nó là an nhiên tự tại hơn. An nhiên tự tại có ở đó trước khi ta có hiện hữu, thế giới của hình tướng. Hiện hữu là hình tướng, là những gì đang xảy ra. Hiện hữu là bề mặt của sự sống. Còn an nhiên tự tại là vô hình, là hậu cảnh, nếu ta có thể nói như vậy. Căn bệnh tập thể của loài người
là quá mê đắm với sự vật, với những hiện tượng trong đời sống, vì thế mà bị thôi miên bởi thế giới của hình tướng, bị cuốn hút bởi hình tướng. Họ quên đi phần bản chất nằm ngoài hình thức, nằm ngoài ý nghĩ, nằm ngoài hình tướng. Thời gian làm tiêu phí đời họ đến độ họ quên mất tính chất vĩnh hằng là nguồn gốc của họ, ngôi nhà của họ, nơi chốn trở về của họ. Sự vĩnh hằng là một thực tại sống động, bản chất chân chính của chúng ta. Khi đến thăm Trung Quốc vài năm trước đây, tôi tình cờ nhìn thấy một cái am trên đỉnh núi gần Tây An. Trên am có đắp chữ nổi bằng vàng. Tôi hỏi một người Trung Quốc và biết được những chữ đó có nghĩa là Phật. Tôi hỏi tiếp là tại sao có đến hai chữ thay vì một chữ. Ông nói, một chữ có nghĩa là ngã, còn chữ kia nghĩa là không, tức là không có ngã, tức là vô ngã. Cả hai chữ thì có nghĩa là Phật. Tôi lặng người đứng im. Hai chữ vô ngã đã bao hàm toàn bộ những dạy bảo của Đức Phật. Và đối với những ai có thể nhìn ra, hai chữ này cũng bao hàm cả ý nghĩ bí mật của đời sống. Đây là hai chiều tạo ra thực tại, cõi có và cõi không, hình tướng và phủ nhận hình tướng. Tức là chỉ rõ rằng hình tướng không phải bản chất chân chính của bạn.